Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, các cụ nhà ta đã dạy rồi, xe con thì phải hai đầu, đã đi Santafe thì máy dầu mà đi các bạn nhé. Đều có nguyên nhân, đều có lý do hết cả các bạn ạ. Tại sao là quý vị các bạn thích đi xe con là phải thích đi xe hai đầu, tức là xe sedan đấy các bạn nhé. Tại vì xe sedan nó sẽ dài hơn, đi đầm chắc hơn, và đặc biệt là nó an toàn hơn các bạn nhé. Nó dài hơn, nó sẽ an toàn hơn những chiếc xe hatchback. Đấy. Và đặc biệt nữa là đi san là phải máy dầu thì các bạn biết rồi đấy ạ. Những chiếc xe Santa Fe được thiết kế với khung gầm thân vỏ máy móc rất là chắc chắn và nặng. Đấy, cho nên là để kéo một cái khung gầm máy móc đó thì được trang bị với cái động cơ là từ 2.2 các bạn ạ. 2.2 nếu như ở máy xăng nó rất là tốn xăng, toàn trên 10 lít xăng các bạn nhé. Nhưng chiếc xe máy dầu thì chỉ có hơn 6 lít cho 100 km chạy ngoại thành. Còn nếu như chạy trong nội thành thì hơn 10 lít một chút. Còn nếu như tính trung bình chỉ khoảng hơn 8 lít dầu cho 100 km thôi bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là các cụ nhà ta đã dạy chúng ta là xe con thì phải hai đầu, đã đi san thì phải máy dầu mà đi các bạn nhé. Đấy, thì ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Huyndai Santafe phiên bản máy dầu quý vị các bạn nhé. Hai cầu máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị các bạn khi quý vị các bạn đến xem xe và mua chiếc xe này các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 639 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Huyndai Santafe hai cầu máy dầu sản xuất năm 2015 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Huyndai Santafe số tự động hai cầu máy dầu sản xuất năm 2015 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và bạn toàn bộ về chiếc xe Huyndai Santafe 2015 phiên bản máy dầu 2 cầu quý bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân, chiếc xe thì cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 639 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Huyndai Santafe 2015 máy dầu 2 cầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Huyndai Santafe 2015 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.